Là một trong những hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng, di rời tài sản cho việc thi công dự án, gia đình này đã chủ động phá dỡ một phần căn nhà, di rời tài sản để bàn giao mặt bằng. Sau khi được cấp trên thông báo là có cái dự án này và tuyên truyền đến thì gia đình là cũng đồng thuận 100% với lại cái chính sách của Đảng và Nhà nước. Thì, toàn bộ cái diện tích mà Nhà nước sử dụng đến thì chúng tôi đồng lòng, chúng tôi giải phóng và bàn giao mặt bằng thôi, không có vấn đề gì. Dự án tuyến đường kết nối quốc lộ 37 và đường tỉnh 269B đi qua 3 xã Xuân Phương, Tân Kim, Tân Thành của huyện Phú Bình. Tổng chiều dài toàn tuyến 6,1 km, trong đó qua xã Tân Kim là 4 km. Về công tác giải phóng mặt bằng, xã Tân Kim là địa phương có số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều nhất với trên 360 hộ. Diện tích đất phải thu hồi là trên 9 ha đất các loại. Tới đây thì là tương lai này đất nó lại thêm đất lên rồi thì đi lại nó thuận tiện nhiều cái. Các hộ dân của xã Tân Kim tôi thì cũng đã rất là phấn khởi và tích cực hợp tác để cái công tác kê đếm giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh chóng, thuận tiện. Các cái hộ này cũng rất là vui mừng để mong muốn cái tuyến đường này sớm được hoàn thành. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, tổng kinh phí đầu tư xây dựng là trên 220 tỷ đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công, xây dựng đảm bảo tiến độ như đã cam kết. Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng thì đã giáp Tết Nguyên đán thì anh em tôi đã bố trí tập trung nhân lực, máy móc để làm đúc sẵn các cấu kiện bê tông. Sau khi ngoài Tết âm lịch thì nhà thầu chúng tôi đã nhận được mặt bằng và triển khai luôn các hạng mục công trình. Trong quá trình triển khai hạng mục các công trình thì trên quan điểm mặt bằng có đến đâu mà anh em tôi thực hiện ngay đến đó. Đặc biệt là tuyến đường này thì là vừa khai thác sử dụng vừa thi công nên nhà thầu tôi đã đặt ra những cái phương án phân luồng giao thông đảm bảo cho người dân đi lại. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư từ tỉnh đến huyện, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Bình đã từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng giao thương đi lại của người dân. Tuyến đường hoàn thành đúng tiến độ sẽ là một trong những tuyến giao thông huyết mạch, góp phần hình thành các khu dân cư, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của Phú Bình với các địa phương khác trong tỉnh.